xin mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng chuyển cần .com á. Thì hôm nay là ngày 9 tây tháng 10 năm 2022 á, thì bên em có về thêm một số cái lô máy. Cái này đa số là cưa nhiều nha anh em, thì nó có một vài cái máy như đây là cái cắt cỏ bàn á, lò đẩy một bên nè, máy xăng Mitsu thùng thuyền 291 á, và được có một chục cây cá cỏ. Đằng này thì cá cỏ ít, đa số là máy cưa nhiều nha anh em. Rồi thì tổng quan lô máy lần này thì nó cũng ít, nó khoảng chừng 100 đại mấy món thôi, nhưng mà đa số là nó có hệ nhiều quá. Vì cái này là mua ba cái lô nhỏ riêng á, ba bốn lô nhỏ riêng, và có vài cây là mua mẫu riêng nữa, một lô nó dài chục cây á, gom 3-4 cái lại rồi nó đủ chiếc xe thì em mới chở về đi á. Rồi em sẽ quay giới thiệu sơ qua cho quý khách và anh em xem nha. Rồi bên đây nó có hô này, hô 346 nè. Thường mấy cái hệ này có anh em dặn em nhiều hết, về là nó có bao nhiêu là sẽ giao hết nè. Hô 246 nè, 246 thì trong kho cũng còn mấy cây nha. Rồi Echo nồng đứng GC 35, 305, 361, 332. Echo nồng đứng 395, 307. Thì trước khi đi vào thêm chi tiết, em xin nhắc lại là địa chỉ cửa hàng là tại 118, ấp Thị 2, Hội An, chợ mới An Giang. Địa chỉ website là cửa hàng chuyên cần .com. Số điện thoại và Zalo của em là 0976 450089. Do máy nó về rồi rất nhiều model máy, nên quý khách cần cái mẫu nào hoặc là model cụ thể á, thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo của em á, 0976 450089. Hiện tại thì Zalo của em nó đã danh sách các bạn nó cô đã cũng đầy lâu rồi, nhưng mà em mở khóa là cho dù mình người lạ mình cũng nhắn tin gọi bình thường á, nên quý khách và anh em vào cứ nhắn tin trực tiếp cho em. Mình không cần kết bạn cũng có thể liên lạc được bình thường á, 0976 450089. Nếu mà quý khách cần cái mẫu nào thì cũng nhắn rõ giùm em nha. Nhiều khi mình giờ mình hỏi máy chưa dọn bao nhiêu một cây, hay là ít tin Huana gì đó mà nó không có model cụ thể á, là em không có báo giá được á. Giá nó sẽ tùy model máy và hình thức máy nữa, tùy con đẹp xấu và cái đời máy nha. Rồi rồi bên đây thì nó có 031 nè, 401. Em sẽ quay giới thiệu những cái mẫu mà nó có trong cái lô đợt này á, còn giá và chi tiết nếu mà quý khách cần tham khảo thêm á thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại và Zalo của em nha, 0976 450089, hoặc là mình có thể vào địa chỉ website cửa hàng chuyên cần .com á, mình gõ cái model máy, em cũng có đăng nhiều cái hệ máy trong đó á. Nó có một cái giá chuẩn của nó, và còn giá thực tế thì nó sẽ chênh lệch chút ít, nó có thể rẻ hơn vài trăm hoặc mắc hơn vài trăm, tùy vào cái hình thức và tình trạng máy nữa. Rồi ở đây nó có xin Ewa 340, 346 nè, Ryobi 32 á, Shingo. Cái này là dòng hệ nè, 3711, G3711 á. Con hu này, một con hu 346 nữa đây. Này 340 á. Rồi ở tên 017 á. Echo nằm đứng 3009, máy nằm 331. Rồi có mấy con G 3,5, 355 nữa nè. Con này xin đi qua 445 ha nè, con này còn quá đẹp ha. Thì hiện nó bị thiểu làm xích rồi. Rồi máy nó còn như mới nha. 3502 nè. Hitachi đời này đời xài bình xăng nhựa đi nghe, nó không phải đời lốc nhôm á. Đây là cũng là thuộc dòng hệ nha, bình xăng nhựa. Đây mấy mẫu Maru model hybrid mẫu tay dài nha. Đây có một con G này, G 3,5, 305. Lâu này về cũng được có một số 305 cũng nhiều á. Ở đây là sở máy Echo nồng đứng nha nè, Echo nồng đứng 3,600 nè, 381, 3,400 nè, con này 345, nó đang bị thiếu cái nắp e rồi.
có tên 024 305 nữa đây. Con này hô đèn máy đây. Con này 242 nha nè. Rồi còn một lô bên đây nữa là em cũng mua riêng nữa nè. Lô bên đây là 25 cây, còn lô bên đây là 22 cây mua riêng nữa. Bên đây thì nó có máy hệ nhiều nhưng mà nó bị nhiều con cũng bị thiếu đồ nha nè. Senewa nằm đứng vào 1040 nè. Đây có một con hu này, hu máy đây. Con này nó bị chốc cái tem, em chưa có xem kỹ nha. Thấy mình nó cũng lớn đó, không biết đời mấy đâu. Đây 1040 nè, có tên 241 đó. 241 chơi. Này là hu 340 nha nè. Này nó bị thiếu cái ốp lam rồi. Này là hu 440. Đây cũng là một con 340 nha, 340 nha. Rồi con này nó cũng đang bị thiếu cái ốp lam. Lô này thì toàn là hệ hết nhưng mà nó bị thiếu đồ. Ôi, thiếu ốp lam này nọ luôn. Rồi cắt cỏ thì nó về lần này có 10 cây thôi nha nè. Nó có rubin chùa, rubin lớn nè. Rồi echo 260 nha. TG25. Rồi có một con có tên 22 nữa. Cắt cỏ này chỉ có 10 cây thôi. Rồi ở đây nó có một con máy xăng mẫu thùng thuyền ha. Con này là Mitsubishi, kiểu Mitsubishi 291 nha nè. Máy cũng còn rất là đẹp luôn. Rồi do số lượng máy bây giờ nó nhiều model đó và cũng tùy hình thức máy đó, nên quý khách và anh em nếu cần tham khảo thêm cái dòng máy hệ nào thì cứ nhắn tin trực tiếp của em đó, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp của em là 0976 450089. Ở đây về nó có một cái dàn sói đó. Con này cơm không biết cơm mấy nè. Con này đây cơm 4.2 nè. Mình có con màu đẹp dưới đây. Rồi con này là con cắt cỏ bàn lộ đẩy một bên nữa. Con này do nó để ngoài mưa nè, để lâu ngày nó xét rồi nha. Lưỡi rồi thì cũng còn mà nó xét về mình có thể vệ sinh lại mấy cái này đơn giản ha. Con máy xăng cao qua cổ đây. Rồi tổng thể lô máy về đằng này thì nó cũng gói gọn vào bao nhiêu đây đó. Số lượng nó không có nhiều như những chuyến trước nha, mà đa số là có máy hệ nhiều cho nên do mấy cái mẫu này là em mấy cái lô này em mua riêng ha. Mua lựa giá nó cũng hơi cao nhưng mà mua lô lộn xộn như bình thường. Đó. Nãy giờ là chi tiết những cái mẫu nào nó có trong lô này em đã quay sơ qua quý khách và anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp của em và số điện thoại 0976 450089. Sớm giờ anh em cũng đang dẹp dọn ở trong kho phía sau á, chứ kho phía trước này nó cũng còn rất là nhiều hệ nha. Còn bây giờ nó chặt quá nên nó không có phân loại được hết theo model, chứ đừng có chất lộn xộn như nè. Anh quý khách và anh em cần cái mẫu nào thì liên hệ với em á. Trong đây có mấy cái con hu này cũng có hu, con này là không phải hu 61 nha nè, con này hu kiểu 268 272 vậy đó. Hu 42 246 á. Gì sếp? Rồi trong đây là những cái lô đặt trước cho em cũng chắc đợi ở đây chưa có phân loại đây nha nè. Em quay sơ cho
anh em xem cái hệ nào mình cần, cái mẫu nào mà mình đang đang tìm có thì alo cho em nha. Rồi đến đây em xin phép tạm dừng cái video clip giới thiệu lô máy lần này tại đây nhé, để cho anh em còn sắp xếp vào trong kho nữa. Cảm ơn quý khách, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau ạ.